Hello chào các bạn nhé, rất vui khi các bạn quay trở lại kênh Sơn Gym TV. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản sàn giao dịch Binance để mà có thể mua bán các đồng tiền điện tử như là Bitcoin, Ethereum, USDT v.v. Sàn Binance chính là một sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới hiện nay. Với sàn giao dịch này, chúng ta có thể sử dụng để mà giao dịch mua bán Bitcoin, Ethereum, USDT và hơn 200 loại tiền điện tử khác nhau từ cơ bản đến nâng cao nhé. Và tất nhiên thì để có thể giao dịch trên bất kỳ sàn giao dịch nào, chúng ta sẽ cần phải đăng ký một tài khoản nhé. Ngay bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn cách đăng ký tài khoản sàn Binance để mà mua bán các đồng tiền điện tử nhé. Bắt đầu nào. Rồi, bước đầu tiên là các bạn hãy nhấn vào đường link đăng ký ở phía dưới mô tả video nhé. Ở trên điện thoại thì các bạn chỉ cần bấm vào tiêu đề video để mà xem nội dung mô tả. Đây, link đăng ký đây. Khi mà các bạn đăng ký qua đường link này hoặc là nhập mã giới thiệu này thì các bạn sẽ được giảm 5% phí giao dịch nhé. Bạn sống ở đâu? Các bạn chọn quốc gia là Việt Nam thôi, sau đó nhấn vào xác nhận. Đến bước này các bạn có thể lựa chọn đăng ký tài khoản bằng email hoặc là số điện thoại nhé. Ví dụ mình sẽ lựa chọn đăng ký bằng số điện thoại, sẽ chọn vào di động. Rồi đầu tiên là các bạn hãy chọn mã vùng là +84 nhé, của Việt Nam nhé. Sau đó các bạn nhập số điện thoại của các bạn vào. Các bạn không nhập số 0 đầu tiên nhé. Ví dụ số điện thoại của các bạn là 0886 chẳng hạn thì các bạn chỉ nhập 886 trở đi thôi. Bỏ qua số 0 ở đầu nhé. Rồi tiếp theo là mật khẩu. Tức là các bạn tạo mật khẩu để mà sử dụng đăng nhập vào tài khoản Binance. Mật khẩu phải từ 8 ký tự trở lên, viết liền và không dấu. Phải bao gồm cả chữ cái in hoa, chữ cái thường và chữ số nhé. Rồi tiếp theo là ID giới thiệu. Nếu hiện như thế này là đã nhập rồi. Còn trường hợp của bạn nào mà chưa nhập thì các bạn hãy tiến hành nhập mã này vào. Hoặc là các bạn cũng có thể nhập mã này, ZVK5VZG65. Đó. Đó, ở đây là của mình đăng ký qua link giới thiệu, cho nên là mã giới thiệu tự động nhập sẵn. Khi mà các bạn nhập mã giới thiệu này vào, các bạn sẽ được hoàn trả hoa hồng, tức là hoàn trả lại phí giao dịch là 5% nhé. Rồi ok, bấm vào tạo tài khoản. Hệ thống yêu xác minh bảo mật thì các bạn hãy kéo mảnh ghép này vào đúng khuôn của nó là ok. Rồi, lấy mã xác minh điền vào 518584 518584. Đã xác minh số điện thoại đó. Đăng ký bằng số điện thoại thì mã sẽ được gửi về số điện thoại. Còn đăng ký bằng email thì mã sẽ được gửi vào email nhé. Rồi, như vậy là đã đăng ký tài khoản thành công rồi. Lúc này các bạn có thể đi đến bảng điều khiển để mà xem qua. Xác minh bảo mật. Hệ thống yêu cầu xác minh bảo mật thì các bạn có thể tiến hành xác minh ngay ở đây, ở trên trang web này. Sau đó là xác minh danh tính các kiểu để mà nâng hạn mức giao dịch v.v. Những bước này thì các bạn có thể làm tại đây, hoặc là nếu sử dụng điện thoại di động thì các bạn nên tải ứng dụng về làm sẽ đơn giản hơn nhé. Về máy tính thì các bạn hãy làm trên web như thế này luôn. Còn điện thoại di động thì các bạn nên tải ứng dụng về dùng. Sau này các bạn cũng tiến hành giao dịch mua bán ở trên ứng dụng sẽ đơn giản hơn. Tức là nếu các bạn đang dùng điện thoại thì đến bước này các bạn có thể thoát hẳn ra. Sau đó các bạn có thể vào App Store đối với iPhone hoặc là vào cửa hàng CH Play đối với Android. Rồi các bạn tìm kiếm về tên sàn giao dịch này. Binance. Đây. Tìm kiếm về tên này. Chính là ứng dụng này nhé. Binance mua bán Bitcoin an toàn đấy. Các bạn tiến hành cài đặt lên điện thoại. Có nghĩa là từ bây giờ trở đi các bạn chỉ cần sử dụng ứng dụng này để mà tiến hành xác minh tài khoản đầy đủ xong, sau đó là giao dịch mua bán các đồng tiền điện tử đều thực hiện trên ứng dụng nhé. Rồi đã cài đặt thành công. Đây chính là ứng dụng này đây. Ứng dụng này không cho quay màn hình cho nên là mình sẽ phải quay kiểu này. Rồi các bạn hãy mở ứng dụng này ra. Chọn nơi cư trú thì các bạn chọn Việt Nam. Rồi tiếp theo. À đây, bạn nào mà chưa có tài khoản thì các bạn cũng có thể tiến hành đăng ký tại đây. Tức là đăng ký qua ứng dụng cũng được nhé. Nhớ nhập ID giới thiệu vào để mà được giảm 5% phí giao dịch. Rồi ok, còn bạn nào đã có tài khoản rồi, đã đăng ký thông qua đường link giới thiệu như lúc nãy rồi, thì bây giờ các bạn chỉ cần tiến hành đăng nhập thôi. Chọn vào đăng nhập ở đây. Sau đó các bạn tiến hành đăng nhập bằng email hoặc là số điện thoại. Ai mà đăng ký bằng email thì sẽ đăng nhập bằng email, còn ai mà đăng ký số điện thoại như lúc nãy của mình thì sẽ chọn vào đăng nhập bằng số điện thoại. Sau đó là tiếp tục chọn mã vùng quốc gia là Việt Nam. Rồi nhập số điện thoại của các bạn vào. Rồi tiếp theo nhập mật khẩu vào.
nhập chính xác mật khẩu mà các bạn đã tạo ở lúc đăng ký nhé. Sau đó nhấn vào mũi tên này để mà tiến hành đăng nhập. Xác minh bảo mật thì các bạn tiếp tục kéo hình này vào khuôn, vào đúng khuôn là ok. Các bạn nhấn vào gửi mã, hệ thống sẽ gửi một mã về số điện thoại, các bạn để mã xác minh điền vào, hoặc là đăng nhập bằng email thì sẽ gửi về email, rồi nhấn vào gửi. Ok, đã đăng nhập thành công các bạn nhé. Các bạn chú ý là ở trên ứng dụng sẽ có hai phiên bản giao diện, một là Binance Lite là giao diện đơn giản nhé, còn một giao diện là phiên bản đầy đủ, là các bạn tắt chỗ Binance Lite này đi, là sẽ chuyển sang một giao diện đầy đủ Binance Pro, đó là như vậy. Mình sẽ hướng dẫn ở trên phiên bản đơn giản trước nhé, để cho những ai bắt đầu thì có thể tiến hành thao tác hơn. Rồi lúc này các bạn sẽ tiến hành xác minh tài khoản, vào xác minh tài khoản thôi. Đây xác minh cá nhân đây. Khi mà các bạn đã xác minh xong, các bạn sẽ được nạp rút tiền pháp định với hạn mức là 50k hàng ngày. Tiền pháp định có nghĩa là tiền mặt, ví dụ như là tiền Việt Nam đồng ấy. Các bạn sẽ được nạp 50k và rút 50k hàng ngày, tức là lên đến hơn 1 tỷ. Và được rút tiền mã hóa lên đến 100 BTC mỗi ngày. Đó. Rồi các bạn nhấn vào bắt đầu ngay. Tiếp theo là các bạn chọn quốc gia, điền số chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân của các bạn vào. Sau đó là nhập họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh của các bạn. Ngày tháng năm sinh thì các bạn nhập năm trước nhé. Ví dụ như là 1995, gạch ngang, tháng 6 chẳng hạn thì là 06, ngày hay năm chẳng hạn. Đó, nhập năm, tháng, sau đến ngày. Nhập đầy đủ xong các bạn nhấn vào tiếp tục rồi tiến hành chụp các hình ảnh theo như yêu cầu mà thôi. Tóm lại là hệ thống yêu cầu rất là rõ ràng, các bạn cứ động và làm theo yêu cầu để mà tiến hành xác minh thôi nhé. Do là tài khoản của mình trước đó đã xác minh rồi, cho nên là mình không thể tiến hành xác minh lại. Nói chung cũng rất đơn giản thôi, các bạn cứ làm theo yêu cầu nhé. Sau khi các bạn gửi thông tin xong, các bạn đợi hệ thống duyệt thôi. Thường là trong vòng 24 giờ hệ thống sẽ tiến hành duyệt cho các bạn. Và nếu mà chưa được duyệt thì các bạn vẫn có thể giao dịch nhé, chẳng qua là hạn mức không được nhiều thôi. Rồi tiếp theo các bạn có thể bật tính năng bảo mật hai lớp, bảo mật 2FA để mà an toàn cho tài khoản nhé. Để làm như vậy thì các bạn bấm vào biểu tượng avatar ở góc trái màn hình này. Sau đó các bạn vào phần bảo mật. Đây. Rồi tại đây có một hình thức bảo mật rất tốt, đó chính là Google Authenticator. Đây là một hình thức bảo mật rất là tốt, các bạn nên sử dụng hình thức này. Các bạn nên bật nó lên, rất đơn giản thôi. Các bạn sẽ tiến hành cài một ứng dụng có tên là Google, có tên là Authenticator. Đây. Các bạn tiến hành cài đặt ứng dụng này lên điện thoại. Ứng dụng này các bạn có thể sử dụng để mà bảo mật cho rất nhiều tài khoản trên mạng nhé. Ví dụ như là tài khoản Google, tài khoản Gmail, tài khoản các sàn giao dịch, nhiều lắm. Rồi, đã cài xong. Các bạn quay trở lại đây, trên ứng dụng Binance. Các bạn chọn vào Binance Google Authenticator này. Rồi, các bạn chọn bật lên, tải Binance Authenticator xuống, Google Authenticator xuống. Cái này các bạn vừa cài rồi, cho nên là các bạn sẽ nhấn vào mũi tên để chuyển sang bước tiếp theo. Rồi, đây chính là ký dự phòng. Trước hết các bạn nên lưu lại mã này vào đâu đó thật an toàn nhé. Có thể là chép ra giấy để mà phòng khi mà các bạn mất điện thoại hoặc là ứng dụng của các bạn bị lỗi chẳng hạn, thì các bạn còn có thể sử dụng mã này để mà khôi phục lại, lấy lại mã xác minh. Và mã này các bạn cũng giữ bí mật, không nên để người khác biết nhé. Họ biết là coi như họ có được mã OTP của các bạn, giống như là như vậy. Rồi sau khi lưu xong, các bạn tiến hành sao chép lấy mã này. Tiếp theo các bạn mở ứng dụng Authenticator ra. Đây, nhấn vào bắt đầu. Rồi, các bạn chọn vào nhập khóa thiết lập. Tên tài khoản các bạn có thể nhập là Binance chẳng hạn. Điền gì cũng được, miễn sao là các bạn sau này các bạn biết được đây chính là mã của tài khoản Binance của các bạn là được. Rồi, khóa của các bạn dán mã vào đây, mã key vào đây. Rồi, tiếp theo loại khóa các bạn có thể để theo mặc định là dựa theo thời gian. Rồi, nhấn vào thêm. Đó, đã được thêm vào.
Bây giờ mã này hoàn toàn giống như mã OTP của tài khoản sàn Binance của các bạn. Cứ khi nào mà sàn Binance yêu cầu các bạn nhập mã xác thực Authenticator thì các bạn sẽ tiến hành mở ứng dụng này ra để mà tiến hành lấy mã nhập nhé. Nói chung là mã này không khác gì là mã OTP. Nó sẽ thay đổi 20 giây hay là 30 giây một lần. Tóm lại là cứ khi nào hệ thống yêu cầu các bạn nhập mã thì các bạn sẽ tiến hành vào ứng dụng Authenticator này để mà lấy. Đó như vậy. Rồi, tiếp theo các bạn bấm vào đây, mũi tên này. Rồi, hệ thống yêu cầu các bạn nhập mã 16 ký tự mà các bạn vừa lưu lại thì các bạn tiến hành nhập vào nhé. Tức là mã key. Sau đó các bạn tiếp tục nhấn vào mũi tên. Rồi, tiếp theo các bạn bấm vào đây, các bạn nhấn vào gửi mã để mà hệ thống tiến hành gửi mã cho các bạn. Các bạn xem tin nhắn hoặc là xem email, nhận mã điền vào đây. Rồi, tiếp theo nhập mã xác minh Binance hoặc là Google đây. Chính là thì các bạn sẽ tiến hành vào ứng dụng Authenticator để mà lấy nhé. Đây chính là mã này, các bạn có thể nhập vào hoặc là bấm vào để mà sao chép lấy. Các bạn sẽ bấm giữ vào cho các bạn xem thông báo. Đây, đã sao chép, đó. Các bạn quay trở lại. Đây, và dán vào đây. Đây, các bạn lưu ý là mã này sẽ thay vài giây thay đổi một lần nhé. Cho nên là khi thay đổi thì không còn hợp lệ nữa. Cho nên là các bạn phải thực hiện nhanh nhé. Rồi, nhấn vào gửi. Đó, đã bật. Rồi, đã bật thành công tính năng bảo mật này. Rất là đơn giản như vậy thôi. Tiếp theo là các bạn có thể tiến hành xác thực email. Nếu mà chưa xác thực, các bạn bật lên. Sau đó là nhập email của bạn vào. Rồi hệ thống sẽ gửi mã về email của bạn. Các bạn tiếp tục vào email lấy mã điền vào, tương tự như kiểu xác minh số điện thoại vào là xong. Rồi sau khi mà các bạn đã xác minh danh tính đầy đủ và bạn bảo mật hai lớp như vậy, lúc này các bạn có thể yên tâm vô tư mà giao dịch trên sàn giao dịch này rồi, mua bán tất cả các đồng coin trên sàn giao dịch này. Bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn cách mua bán nhé. Mình sẽ đăng nhập vào tài khoản chính của mình. Đây chính là tài khoản chính của mình. Đã được xác minh đầy đủ. Đây, đã xác minh đây. Bảo mật cũng đã xác minh đầy đủ rồi. Còn xác thực hóa bảo mật, cái này không cần thiết đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhanh qua về cách mua bán các đồng tiền điện tử ở trên sàn Binance này nhé. Rồi, như mình đã nói ở trên thì ở trên ứng dụng này có hai phiên bản giao diện. Một là giao diện đơn giản. Thì đầu tiên, đây chính là giao diện đơn giản đây. Còn chúng ta tắt ở đây đi, sẽ là giao diện đầy đủ Pro. Nó sẽ như thế này, có rất nhiều lựa chọn đó. Trước tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trên giao diện đơn giản nhé, để cho những ai mới bắt đầu tiếp cận đến thị trường tiền điện tử thì các bạn có thể lựa chọn giao diện này, mọi thao tác sẽ đơn giản hơn. Với giao diện đơn giản này thì việc mua bán các đồng tiền điện tử rất là đơn giản. Để mua tiền điện tử thì các bạn chỉ cần bấm vào biểu tượng hai mũi tên ở bên dưới màn hình này. Muốn mua thì nhấn vào mua, muốn bán thì nhấn vào bán thôi. Hoặc là muốn chuyển đổi giữa các đồng tiền điện tử với nhau thì các bạn chọn chuyển đổi. Ví dụ mình sẽ chọn mua chẳng hạn. Rồi đến đây các bạn sẽ chọn đồng tiền điện tử nào mà các bạn muốn mua. Ở đây chỉ hỗ trợ mua trực tiếp với vài đồng tiền điện tử thôi. Trường hợp mà các bạn muốn mua đồng tiền nào đó mà không có trong danh sách này thì các bạn có thể mua USDT trước, sau đó là tiến hành thực hiện tính năng chuyển đổi để mà đổi lấy đồng tiền điện tử mà các bạn mong muốn nhé. Ví dụ mình muốn mua Bitcoin BTC chẳng hạn thì mình sẽ chọn vào BTC. Rồi tại đây các bạn muốn mua bằng tiền Việt Nam đồng thì các bạn sẽ chọn là Việt Nam đồng nhé. Rồi sau đó các bạn có thể nhập số tiền mà các bạn muốn dùng để mua. Ví dụ các bạn đang có 10 triệu chẳng hạn, các bạn có thể nhập 10 triệu vào đây. Hoặc là không như vậy thì các bạn nhấn vào mũi tên hai chiều này để mà chuyển đổi. Các bạn muốn mua số lượng BTC bao nhiêu thì các bạn nhập vào. Ví dụ như tôi mua 0,01 BTC chẳng hạn. Rồi nhấn vào mua BTC. Rồi đây, với 0,01 BTC này, chúng ta sẽ phải thanh toán với số tiền là 17.117.000 nếu mà thanh toán bằng Momo, hoặc là 14.832.000 nếu mà thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, 14.755.000 nếu mà thanh toán bằng thẻ ngân hàng. Đó, các bạn lựa chọn hình thức, sau đó là nhấn vào xác nhận rồi tiến hành thanh toán thôi.
Ở đây các bạn có thể thấy là giá chênh lệch khá là lớn, tại vì nó là thế này. Ở đây thực tế là có rất nhiều đặt lệnh bán BTC, có người thì đặt lệnh bán nhận tiền qua Momo với giá 17 triệu, có người thì bán nhận tiền qua chuyển khoản ngân hàng với giá là 14 triệu. Và ứng dụng sẽ lựa chọn những người bán hợp lệ có giá rẻ nhất dành cho bạn nhé. Cho nên là khi mà các bạn nhập số lượng vào sẽ hiển thị những người phù hợp với số lượng có giá tốt nhất cho các bạn. Các bạn hãy yên tâm là như vậy. Các bạn cứ chọn hình thức, sau đó là nhấn vào làm mới giá, rồi nhấn vào xác nhận, sau đó là tiến hành chuyển khoản theo yêu cầu. Hoặc là ví dụ mình sẽ mua đồng khác đi, mua USDT đi. Mình sẽ mua với số tiền là 1 triệu đi. Đây, về số tiền 1 triệu thì mình sẽ mua được 42,63 đô nếu mà thanh toán qua Momo, 42,74 đô nếu chuyển khoản ngân hàng. Đó, chuyển khoản ngân hàng thường sẽ rẻ hơn do là số lượng người đặt về giá này cao hơn. Ví dụ tôi sẽ lựa chọn hình thức chuyển khoản ngân hàng nhé. Rồi, sau đó nhấn vào xác nhận. Nhấn vào tiếp. Tôi đã hiểu. Rồi, đến bước này là các bạn sẽ tiến hành. Rồi, tiến hành thanh toán cho người bán. Nhấn vào đến trang thanh toán. Đây sẽ hiện ra thông tin tài khoản ngân hàng của phía người bán. Các bạn tiến hành chuyển khoản theo đúng các thông tin này là sẽ mua được nhé. Mình sẽ tiến hành chuyển khoản cho các bạn xem luôn. Đầu tiên các bạn hãy sao chép lấy số tài khoản ngân hàng đây, sao chép lấy. Rồi các bạn đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của các bạn. Ví dụ mình sẽ sử dụng ngân hàng MB Bank để mà chuyển khoản. Chuyển đến tài khoản ngân hàng. Chọn ngân hàng. Các bạn xem là phía người nhận sử dụng ngân hàng gì. Đây, ngân hàng Techcombank, Kỹ Thương Việt Nam. Thì ở đây các bạn cũng cần phải chọn đúng nhé. Đây, ngân hàng Kỹ Thương đây. Rồi, số tài khoản, sao chép lấy số tài khoản đây. Dán vào đây. Rồi, điền xong số tài khoản, tên tài khoản sẽ tự hiện ra, các bạn kiểm tra lại xem đã chính xác hay chưa. Đỗ Linh Chi. Đỗ Linh Chi, ok, chính xác rồi. Tiếp theo là số tiền, tròn 1 triệu đồng, các bạn cũng có thể sao chép. Hoặc là tự nhập vào cũng được. 1 triệu. Rồi, xong. Tiếp tục. Xác nhận. Đó, đã chuyển tiền thành công. Các bạn lưu ý là các bạn sẽ cần phải thực hiện trước thời gian thanh toán còn lại này nhé. Nếu mà hết thời gian thanh toán còn lại mà các bạn chưa thanh toán xong, các bạn không nhấn vào nút đã chuyển tiền thì lệnh mua của các bạn sẽ bị hủy. Đó. Sau khi mà các bạn đã chuyển tiền thành công, các bạn hãy nhấn vào nút tôi đã chuyển tiền thông báo đây nhé. Lúc này phía người bán sẽ tiến hành kiểm tra xem là họ đã nhận được tiền hay chưa. Khi mà họ xác nhận đã nhận được tiền thì phía bên đây sẽ có một nút là họ đã nhận đủ tiền. Họ bấm vào đó là giao dịch hoàn tất, tiền điện tử mà chúng ta mua được sẽ được chuyển vào tài khoản của chúng ta. Đó, như vậy. Nhấn tôi đã hiểu. Một khi các bạn đã chuyển tiền, các bạn đừng bao giờ nhấn vào hủy bỏ lệnh nhá. Nếu mà nhấn vào đó ấy, sẽ dẫn đến mất tiền nhá. Các bạn cứ đợi thôi. Các bạn đợi hết thời gian này mà người kia không hành động gì thì sẽ tự động hoàn tất giao dịch. Hoặc là trong trường hợp mà người ta khiếu nại thì các bạn cũng nhấn vào khiếu nại rồi gửi bằng chứng thanh toán. Có thể là ảnh chụp biên lai giao dịch hay là thông báo giao dịch thành công. Đây, ví dụ như là chụp ảnh này chẳng hạn để mà gửi lên hệ thống xử lý cho chúng ta. Nói chung là mua bán trên này cũng rất là an toàn thôi. Có sàn làm trung gian cho nên là hai bên xác nhận cho nên là rất là an toàn. Đây, đã nạp tiền vào ví thành công. Đây, 42,73 USDT đã được cộng vào ví. Như vậy là tôi đã mua thành công. Phía người bán đã xác nhận. Đó, rất là đơn giản như vậy thôi. Các bạn có thể kiểm tra số tiền mà các bạn đã mua được bằng cách như sau. Các bạn quay trở lại trang chủ nhé.
rồi vào biểu tượng ví này. Đây, USDT 169 đô, do ở đấy là lúc nãy tôi có thêm một ít và được cộng thêm 42 đô. Đó, như vậy. Rồi, còn trường hợp mà các bạn muốn mua các đồng tiền điện tử khác thì sao? Các bạn mà muốn mua bất kỳ đồng tiền điện tử nào khác thì cũng sẽ làm tương tự. Chọn vào sau đó làm tương tự. Hoặc là các bạn muốn mua một đồng tiền nào đó mà không có trên đây, ví dụ như là SLP chẳng hạn. Đây, không thể mua đồng coin hiện tại. Trong trường hợp này thì các bạn có thể sử dụng tính năng chuyển đổi. Chuyển đổi từ, các bạn đang có USDT thì các bạn có thể sử dụng USDT để mà đổi lấy bất kỳ đồng coin nào các bạn muốn. SLP đây. Đó. Các bạn muốn sử dụng bao nhiêu USDT để mà đổi thì các bạn có thể nhập vào đây 20 chẳng hạn. Hoặc là các bạn muốn đổi lấy bao nhiêu SLP thì các bạn nhập vào đây 200 chẳng hạn, tôi lấy ví dụ vậy. Sau đó các bạn nhấn vào xem chiếc chuyển đổi. Đó, tỷ lệ chuyển đổi đây, 1 USDT sẽ bằng 14 SLP, 13 USDT sẽ đổi được 200 SLP, đó như vậy. Các bạn muốn đổi thì nhấn vào làm máy, sau đó là nhấn chuyển đổi để tiến hành chuyển đổi. Các bạn yên tâm là cái này luôn theo tỷ giá tốt nhất trong thời điểm hiện tại nhé. Như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể mua hơn 200 đồng tiền điện tử khác nhau ở trên sàn giao dịch này nhé. Với những coin này thì các bạn có thể mua trực tiếp, còn đối với những đồng coin khác thì các bạn có thể mua USDT, sau đó là sử dụng USDT để mà chuyển đổi. Trong trường hợp mà các bạn cần bán thì cũng làm tương tự thôi. Các bạn có thể chuyển đổi bất kỳ đồng coin nào để mà đổi lấy USDT hoặc là Bitcoin. Sau đó các bạn sử dụng tính năng bán ở đây để mà tiến hành bán lấy tiền mặt, rút về tài khoản ngân hàng. Trong trường hợp bán thì các bạn cũng làm tương tự. Bán USDT chẳng hạn. Ví dụ tôi muốn bán 42 USDT chẳng hạn, tôi muốn bán chẳng hạn. Thì sẽ nhập vào, sau đó là nhấn bán thôi. Rồi sau đó các bạn tiếp tục lựa chọn tài khoản mà các bạn muốn nhận tiền về. À đây là mình đã thêm tài khoản ngân hàng rồi và thêm tài khoản Momo rồi. Trường hợp mà các bạn chưa thêm thì các bạn tiến hành thêm vào, sau đó mình có thể tiến hành bán nhé. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn thêm. Rồi, nhấn vào xác nhận. Đó, bán 42 USDT sẽ bán được số tiền là 980.000. Rồi, lúc này các bạn tiến hành chờ phía người mua chuyển tiền cho các bạn. Khi nào mà các bạn nhận đủ tiền rồi thì các bạn nhấn vào xác nhận đã nhận thanh toán để mà hoàn tất giao dịch. Coin sẽ được giải phóng chuyển cho người mua, đó như vậy. Các bạn chú ý là chỉ khi nào mà các bạn đã nhận đủ tiền thì các bạn mới bấm vào xác nhận thanh toán này nhé. Bởi vì là một khi các bạn đã nhấn vào xác nhận thanh toán này thì sẽ hoàn tất giao dịch. Số tiền điện tử mà các bạn bán ở đây sẽ được chuyển cho người mua. Tất nhiên thì khi mà họ chưa nhấn vào đã thanh toán thì chúng ta sẽ không thể nhấn vào đây. Nhưng mà trong một số trường hợp có thể là người ta chưa thanh toán nhưng mà người ta bấm là họ đã thanh toán chẳng hạn thì nút này sẽ hiện ra. Lúc đấy chúng ta có thể bấm nhầm. Một khi mà chúng ta đã bấm nhầm mà họ vẫn chưa thanh toán thì toang. Nói chung là khi mà giao dịch online ở trên bất kỳ nền tảng nào ấy, các bạn cần phải hết sức cẩn thận, thao tác cẩn thận nhé. Nếu mà sơ ý bấm nhầm có thể dẫn đến mất tiền, cho nên là cần chú ý vào. Thời gian thanh toán còn lại đó, các bạn cứ đợi thôi. Đợi đến khi nào mà hết thời gian này mà phía người mua vẫn không thanh toán thì giao dịch sẽ tự động bị hủy, thế thôi. Không sợ mất tiền đâu. Rồi, ok. Khi mà hiện ra thông báo như thế này, nút xác nhận đã thanh toán ở đây đã hiện ra, có nghĩa là phía người mua xác nhận rằng họ đã chuyển tiền. Lúc này các bạn tiến hành kiểm tra xem là tài khoản ngân hàng của các bạn đã nhận được tiền hay chưa nhé. Rồi, mình đã nhận được tiền, cho nên là mình sẽ nhấn vào xác nhận đã nhận thanh toán. Tích vào đây, tôi đồng ý, rồi nhấn vào xác nhận. Đây, hệ thống yêu cầu nhập mã Google Authenticator đây. Thì các bạn tiến hành vào ứng dụng Authenticator để mà lấy mã điền vào nhé. Các bạn vào ứng dụng Authenticator, lấy mã điền vào, sau đó nhấn vào gửi là ok. Đây, đã xong, đã bán thành công. Tôi đã nhận tiền về tài khoản ngân hàng. Đã bán 42 USDT thành công, đã nhận tiền về tài khoản ngân hàng. Đó. Cách giao dịch mua bán tiền điện tử trên sàn này rất là đơn giản như vậy thôi. Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu qua về giao diện nâng cao nhé. Giao diện này thì sẽ có nhiều tùy chọn hơn. Ví dụ như là các bạn
cảm thấy giá chưa được ưng ý thì các bạn có thể đặt lệnh bán với một mức giá cao hơn hay là mua một mức giá thấp hơn, sau đó là chờ giá thị trường, khi nào mà giá thị trường chạm đến mức giá mà các bạn đặt thì sẽ được khớp lệnh, đó là như vậy. Đây, giao diện nâng cao sẽ có rất nhiều tùy chọn đây. Thị trường giao dịch đây, future đây, ví đây, các kiểu đây. Trong giao dịch thì sẽ có chuyển đổi này, giao ngay này, margin này, tiền mạn, P2P này, đó rất là nhiều hình thức. Với hình thức mua bán trực tiếp bằng tiền mạn, chuyển khoản ngân hàng thì ở trên giao diện nâng cao này thì các bạn vào phần giao dịch. Sau đó các bạn chọn P2P. Đây, ở đây các bạn chọn P2P nhé. Rồi tiếp theo các bạn muốn mua bán đồng coin nào thì các bạn lựa chọn. Và cũng tương tự, chỉ có một vài đồng coin thôi. Muốn mua đồng coin khác thì các bạn cứ mua USDT chẳng hạn, sau đó các bạn tiến hành chuyển đổi cũng được. Ví dụ mua USDT thì các bạn chọn USDT, muốn mua BTC thì chọn BTC. Sau đó là ở trên này, muốn mua thì chọn mua, muốn bán thì chọn bán thế thôi. Rồi các bạn có thể lựa chọn xem có người nào có số lượng thích hợp và có giá tốt nhất thì các bạn lựa chọn, sau đó tiến hành mua, tiến hành chuyển khoản tương tự như lúc nãy để mà mua thôi. Đây, hiện rõ giá, số lượng và giới hạn đây. Số lượng có nghĩa là số lượng tối đa mà người này đang có, giới hạn có nghĩa là giới hạn cho phép bạn mua. Bạn có số tiền nằm trong khoảng giới hạn này thì các bạn có thể sử dụng tiền mua của người này. Đó như vậy. Đó, muốn mua của người nào thì các bạn nhấn vào mua, rồi nhập số lượng, mua miễn phí, sau đó tiến hành thanh toán tương tự như lúc nãy thôi, không có gì khác cả. Tuy nhiên thì ở đây các bạn cần chú ý là các bạn nên chọn những người mà có tỷ lệ giao dịch thành công cao. Ví dụ như người này 98,11%, cũng rất là cao rồi, 99,91%. Đó, đối với những người có tỷ lệ thành công cao này, thường là giao dịch sẽ được hoàn thành rất là nhanh. Mua thì hầu như là một khi các bạn đã chuyển tiền thì họ cũng sẽ phải hoàn thành giao dịch cho các bạn thôi. Nhất là trong trường hợp bán ấy, nếu mà các bạn chọn những người mà có tỷ lệ giao dịch thấp thì khi mà các bạn đặt lệnh bán họ không chuyển tiền cho các bạn. Đợi hết 15 phút giao dịch sẽ bị hủy thế thôi. Tất nhiên thì khi mà giao dịch bị hủy sẽ không sao cả. Các bạn không phải mất tiền cả, tiền sẽ được coin sẽ được hoàn trả giải phóng lại cho các bạn thế thôi. Đó chính là giao dịch P2P, mua bán tiền điện tử bằng hình thức chuyển tiền trực tiếp lẫn nhau. Rồi tiếp theo là đối với những ai mà muốn giao dịch trading, trao đổi giữa các đồng tiền điện tử với nhau thì các bạn vào phần giao ngay. Rồi tại đây các bạn có thể chọn cặp tiền điện tử mà các bạn muốn giao dịch. Ví dụ như là chọn những cặp với BNB, chọn những cặp với BTC chẳng hạn. Đó, chọn cặp coin mà các bạn muốn giao dịch. Rồi tiến hành đặt lệnh tại đây. Lệnh mua, lệnh bán, thế thôi. Rồi nhập giá mua bán, số lượng. Sau đó là đặt lệnh tại đây thôi. Nói chung là những cái này thì có lẽ là mình sẽ cần phải làm một video hướng dẫn riêng, bởi vì nó khá là dài. Còn video này chủ yếu chỉ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản là chính. Còn về giao dịch này thì mình chỉ hướng dẫn qua như vậy thôi. Rồi ok, cho nên là video này mình xin tạm dừng tại đây. Có câu hỏi gì thắc mắc thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.